Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng không nhận tội, có thoát tội. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, thời gian gần đây do tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ các cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cấp cao, giữ trọng trách quan trọng của đảng, nhà nước từ trung ương đến địa phương đã bị tha hóa về phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật, tham ô, lãng phí, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bắt đầu phiên xét xử về vụ án cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có hay không việc lo chạy án? Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca phủ nhận việc hứa chạy án, trong khi vợ chồng trùm hóa đơn khẳng định ngược lại. Ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác với các tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chạy tội bất thành. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và nhân viên dưới Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Trương Xuân Đức còn được gọi là trùm hóa đơn và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, trú tại thành phố Hải Phòng, về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. 8 bị cáo còn lại bị truy tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, qua việc mua bán hóa đơn trái phép, vợ chồng ông Trương Xuân Đức thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng. Để việc mua bán hóa đơn trái phép không bị phát hiện, Đức đã tìm gặp Nguyễn Đình Đương nhờ giúp. Sau đó, Nguyễn Đình Đương và cấp dưới Đỗ Thanh Hoài hướng dẫn cho vợ chồng Đức cách thức kê khai thuế để không bị cơ quan chức năng phát hiện ra những hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, vợ chồng Đức đã đưa tổng cộng 362 triệu đồng cho Đương và Hoài. Trong đó 70 triệu đồng tiền phong bì nhận tại phòng làm việc của Đương và 192 triệu đồng chi phí theo tỷ lệ 3 triệu đồng trên 1 tỷ đồng giao dịch hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn chưa tính thuế giá trị gia tăng theo thỏa thuận đã được thống nhất trước đó. Vào khoảng tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội, phủ nhận lời khai của nhau. Hồ sơ thể hiện từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng tại nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bị cáo Đỗ Hữu Ca dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý hành vi mua bán hóa đơn trái phép nhưng vẫn hứa hẹn giúp đỡ. Tại phiên tòa trả lời về mối quan hệ với cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Trương Xuân Đức cho biết có tình cảm đặc biệt với gia đình ông Ca, hai bên coi nhau như người thân trong nhà. Vợ chồng bị cáo khẳng định 4 lần đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để nhờ và chạy án lo giúp thoát tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng từ vợ chồng Đức, nhưng một mực phủ nhận cáo buộc hứa chạy án, nói chỉ giữ hộ để tìm cách giúp cho đôi vợ chồng này khắc phục hậu quả. Bị cáo Ca nhiều lần khai không biết mục đích vợ chồng Đức mang tiền đến nhà mình để nhờ chạy tội. Ông Đỗ Hữu Ca phủ nhận về việc bị đòi tiền nhưng không trả. Trong khi 12 bị cáo đều nhận tội, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh với bản thân. Tuy nhiên, đến phần xét hỏi làm rõ hành vi đưa hối lộ của vợ chồng Trương Xuân Đức cho Đỗ Hữu Ca lại dậy sóng bởi lời khai trước tòa của bị cáo Ca. Bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận Ngọc Anh 4 lần đến nhà đưa tiền với tổng số tiền là 35 tỷ đồng. Bị cáo Ca trình bày, việc này có sự ngộ nhận rất lớn. Tôi coi Đức như em ruột nên cố gắng cứu Đức trên tinh thần đúng pháp luật. Do đó khi Đức vi phạm pháp luật chiếm đoạt tiền nhà nước thì phải khắc phục trả lại. Theo lời khai của bị cáo Ca, quá trình trao đổi với Ngọc Anh, biết Đức có công ty ở Quảng Ninh về mua bán hóa đơn có thể được trích lại 10% lợi nhuận. Do đó Ngọc Anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy và mang số tiền đó đến nhà bị cáo Ca. Đỗ Hữu Ca khai bản thân khi còn là giám đốc công an chỉ làm công tác quản lý không nắm rõ về hoạt động hóa đơn giá trị gia tăng nên mới bảo Ngọc Anh tìm mọi cách gọi Đức về để hỏi cho rõ việc làm của Đức là như thế nào.
Trong phiên tòa xét xử, ông Đỗ Hữu Ca cũng được rất nhiều cá nhân, đơn vị xin giảm nhẹ tội. Cụ thể, theo thông báo từ chủ tọa, ngoài một số cơ quan nơi ông Đỗ Hữu Ca từng công tác, còn có nhiều người dân đến tòa gửi đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Trong đó, một số cơ quan nơi ông Ca từng công tác như là công an thành phố Hải Phòng, hội luật gia thành phố Hải Phòng gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Chính quyền địa phương nơi ông Ca sinh sống cũng như xã Kênh Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên cũng có đơn tương tự. Cũng theo chủ tọa, trước khi phiên xét xử diễn ra, có rất đông người dân đi ô tô đến tòa gửi đơn xin giảm nhẹ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có căn dặn với cán bộ tư pháp, cán bộ tòa án, cần kiệm liêm chính, phụng công thủ pháp, trí công vô tư, gần dân hiểu dân, giúp dân, học dân. Chính Bác đã thực hành những tôn chỉ đó đầu tiên toàn diện và sâu sắc nhất để thế hệ cán bộ ngành tòa án học hỏi và noi gương. Qua câu chuyện này, chúng tôi càng thấy trong những vụ án lớn như thế này, đặc biệt liên quan đến những cán bộ cao cấp công tác tại ngành công an là những người hiểu rõ pháp luật, nắm chắc pháp luật thì càng cần có sự công minh. Công ra công, tội ra tội, vi phạm phải được xử lý, pháp luật phải thượng tôn, không thể nhập nhèm đánh tráo khái niệm như cách hiểu của nhiều người. Hãy để những cơ quan thực thi pháp luật được thực hiện công tác xét xử một cách độc lập, khách quan, công tâm, công bằng theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Cho ông Đỗ Hữu Ca. Khi chúng tôi tổng hợp chương trình này, cũng xin chia sẻ tới quý vị một bài học trong công tác phòng chống tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua vụ án tham nhũng lớn nhất thời đó. Vụ án được phát hiện từ bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, lúc đó đang là đại biểu Quốc hội khóa 1 gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung bức thư như sau. Gần đây, Đại tá Cục trưởng Cục Quân Nhu Trần Dụ Châu đã gây nhiều dư luận bất bình trong anh em quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát, ăn, mặc, nên Châu đã giở trò ăn cắp công quỹ. Cứ mỗi cái màn cấp cho bộ đội, Châu ăn bớt 2 tấc vải xô, nên cứ ngồi lên là đầu chạm đỉnh màn. Còn áo trấn thủ, Châu ăn cắp bông lót rồi độn bao tải vào. Nhiều người biết đấy, nhưng không dám ho he. Cháu và một đoàn nhà văn đi thăm bộ đội, vừa đi chiến đấu trở về. Cháu đã khóc nức lên khi thấy thương binh thiếu thuốc men, bông băng, hầu như hết chiến sĩ đều rách rưới, võ vàng vì đói rét, chỉ còn mắt với răng, mà mùa đông rét buốt ở chiến khu lạnh lắm, tới mức nước đóng băng. Cháu được Trần Dụ Châu mời về dự tiệc cưới của cán bộ dưới quyền tổ chức ngay ở chiến khu. Trên những dãy bàn dài tít tắp, xếp kín chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng, hoa ngọc hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên. Ban nhạc Cảnh Thân được mời từ khu 3 lên tấu nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá, cưỡi ngựa hồng, súng lục côn bát đến dự. Trần Dụ Châu ngạo mạn mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ đọc thơ mừng hôn lễ. Với lòng tự trọng của mình, đương kim là đại biểu Quốc hội, nhà thơ đã thẳng thắn, dũng cảm, xuất khẩu thành thơ. Bữa tiệc cưới của chúng ta sắp chén đẫy hôm nay, được dọn bằng xương, máu của các chiến sĩ. Sau khi nhà thơ vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu đã tát vào mặt nhà thơ và quát to, nói láo. Nhà thơ tức tối bỏ ra ngoài và viết thư tố cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi đọc kỹ bức thư, Hồ Chủ tịch đã trao cho Thiếu tướng Trần Từ Bình, lúc đó đang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Quân đội. Bác nói, đây là bức thư của một nhà thơ gửi cho bác. Bác đã đọc kỹ lá thư và rất đau lòng. Sau đó, bác giao cho thiếu tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc để xử lý. Công tác thanh tra vụ tiêu cực ở Cục Quân Nhu được tiến hành một cách khẩn trương, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ từ khu 4, khu 3 gửi lên. Trần Dụ Châu hiện nguyên hình là một tên gian hùng, trác táng, phản bội lại lòng tin của Đảng, của bác, quân đội và nhân dân. Trước sự thật đau lòng này, bác Hồ dứt khoát nói, một cái ung nhọt
dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm. Trần Dụ Châu đã bị tòa án binh tối cao phạt án tử hình, đồng thời bị tước danh hiệu quân nhân, tước quân hàm đại tá theo công lệnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai đồng bọn của Châu bị phạt án tù 10 năm. Trần Dụ Châu gửi đơn ân giảm án tử hình lên Hồ Chủ tịch. Ngày làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần, xét lá đơn của tử tù Trần Dụ Châu, bác chỉ cho đồng chí Ninh thấy một cây xoan đang héo lá, uống ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Đồng chí Trần Đăng Ninh trả lời, dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa. Thế theo chú, muốn cứu cái cây ta phải làm gì? Dạ thưa bác, phải bắt, phải giết hết những con sâu đó đi ạ. Bác gật đầu nói, chú nói đúng. Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo. Với nhận định trên, bác đã ký quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Trần Dụ Châu. Ngày Trần Dụ Châu phải đền tội cũng là lúc bộ đội ta vừa giải phóng Cao Bằng, nối liền biên giới phía Bắc với Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Ai sẽ đủ đức thay cho ông Võ Văn Thưởng làm chức danh chủ tịch nước là một trong những câu hỏi mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đang quan tâm vào thời điểm hiện tại. Quý vị thân mến, sau khi Quốc hội miễn nhiệm các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng, quyết định trên được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6 diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3. Theo triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Thưởng là vị nguyên thủ thứ hai có kết cục này trong vòng hơn một năm sau người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Xuân Phúc hồi năm 2023. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ có đủ đức, đủ tài để giữ được chức vụ này trong thời gian tới. Việc lựa chọn và trọng dụng người hiền tài là một trong những nội dung được quan tâm đặc biệt trong các thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập kinh tế thế giới ngày càng phong phú, đa dạng. Nhưng không phải đến thời điểm hiện tại chúng ta mới thấy được vị trí và vai trò của người hiền tài đối với việc chấn hưng và sự phát triển của quốc gia, đất nước. Chúng ta đã từng nghe câu hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước cường, nguyên khí suy thì thế nước tàn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những nhìn nhận, đánh giá và trọng dụng hiền tài. Cách lựa chọn cán bộ rất tài tình, trọng dụng hiền tài thực sự trở thành nguyên khí của quốc gia, là lực lượng cốt cán tiên phong góp phần quyết định đến vận mệnh của đất nước. Bác từng nói, có tài phải có đức, có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho đất nước. Có đức không có tài như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích được cho ai. Đức và tài là chỉnh thể hai trong một. Nếu đánh giá người này, bổ nhiệm người kia mà chỉ xét một mặt thôi cũng không được. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của mỗi con người nói chung, người cán bộ, người đảng viên của đảng nói riêng và mối quan hệ biện chứng giữa các phẩm chất ấy. Đức và tài được giáo dục, rèn luyện để con người phát triển toàn diện, đủ điều kiện tham gia vào công tác và cống hiến cho cách mạng, cho đất nước. Đức được coi là cái gốc của người cách mạng, người cán bộ, người đảng viên. Vậy mới thấy tiêu chí lựa chọn cán bộ đã được bác cùng đảng và nhà nước rất chú trọng khi xây dựng nhà nước mới. Lấy một ví dụ khi lựa chọn cán bộ vào những vị trí cốt cán của đảng để thấy được sự tài tình trong việc nhìn người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi trở thành anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại, đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thầy giáo dạy lịch sử ở trường Tư Thục Thăng Long. Năm 1940, thầy giáo Võ Nguyên Giáp cùng với đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc để gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trong quá trình cùng hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện ở Võ Nguyên Giáp một thiên tài quân sự và sau này chính bác đã giao trọng trách cho đại tướng thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam là Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Hiện nay công tác lựa chọn nhân sự đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao đánh giá và cũng được bác nhấn mạnh cần bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính quyền và chính quyền các cấp. Vừa xây dựng đất nước, vừa phòng chống tham nhũng là một trong những việc làm rất cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực ngay bây giờ. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết hoạt động
của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, bác đã nói, vừa qua có dư luận băn khoăn vì sao chúng ta chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm như thế, nhưng vẫn xảy ra một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều cán bộ ở cả trung ương và địa phương. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đẩy mạnh đấu tranh phong trào chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước. Chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm, và những người không nắm vững được chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Cụ thể, vừa qua, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng tại kỳ họp bất thường vừa diễn ra những ngày vừa qua. Ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu theo quy định của pháp luật và nhà nước. Theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng theo Ban Chấp hành Trung ương đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Trong một nhiệm kỳ của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mà có tới 2 nhân sự chủ tịch nước bị thay thế là điều rất đau xót cho đất nước. Sự từ chức của ông Thưởng liệu có gây ảnh hưởng đến nền kinh tế chính trị của nước nhà hay không? Biết rằng nhiều nhà đầu tư cũng đã tìm đến Việt Nam vì Việt Nam là một môi trường chính trị cực kỳ ổn định so với các nước khác trong khu vực. Vậy nên một số người lo lắng rằng thông tin mà ông Thưởng từ chức sẽ khiến các nhà đầu tư bất an vì cái gọi là chính trị ổn định sẽ không còn nữa. Song chúng tôi tin rằng việc đó sẽ không xảy ra, bởi giống như sự ra đi của ông Nguyễn Xuân Phúc, bằng việc ông Thưởng lên thay thế sẽ không dẫn đến những sự thay đổi về mặt chính sách. Nhưng một trong số những câu hỏi được đặt ra và quan tâm nhiều hơn cả vào thời điểm hiện tại đó chính là ai sẽ thay thế ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Hiện tại thì bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, được giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra được Chủ tịch nước mới. Các ứng viên cho chức vụ Chủ tịch nước thường phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Theo nguyên tắc lãnh đạo của công tác cán bộ của Đảng thì tân Chủ tịch nước sẽ phải hoàn thành đủ một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị, nghĩa là các ứng viên tiềm năng hiện nay sẽ bao gồm như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng là người kiêm chức Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021, có thể được bầu lại chức vụ này, nhưng vấn đề về sức khỏe của Tổng Bí thư có lẽ sẽ là một trở ngại lớn. Năm nay thì Tổng Bí thư của chúng ta đã 79 tuổi. Hiện tại việc đảm nhiệm vị trí Tổng Bí thư của Đảng đã khiến cho bác chịu rất nhiều áp lực. Vậy nên việc kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch nước sẽ khiến cho nhiều người lo lắng cho sức khỏe của Tổng Bí thư. Nhưng với chúng tôi vẫn hy vọng rằng bác có đủ sức khỏe để có thể đảm nhiệm vai trò này cho tới khi đất nước tìm được một người thật xứng đáng, nhưng có lẽ điều đó sẽ không quá cao. Trong khi đó có hai vị trí, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đang tương đối bận với vị trí và công việc phải xử lý hiện tại. Điều này khiến cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất. Ở tuổi 66, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có thể rất quan tâm đến vị trí này vì nó cho phép ông tìm kiếm ngoại lệ đối với quy định giới hạn độ tuổi. Mặc dù vậy, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra cực kỳ căng thẳng và quyết liệt, có lẽ Đại tướng Tô Lâm đã có quá nhiều công việc cần phải xử lý và sẽ không muốn kiêm nhiệm thêm một chức vụ nữa. Bà Trương Thị Mai cũng là một ứng cử viên rất khả dĩ cho chức Chủ tịch nước. Sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, thì trong tứ trụ của chính phủ đang chưa có một ai là nữ. Bên cạnh đó thì vai trò Chủ tịch nước có rất nhiều nhiệm vụ mang tính chất lễ nghi, ngoại giao. Về khoản này thì một nữ chính trị gia như bà Trương Thị Mai sẽ làm tốt giống như bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng thực hiện. Một lựa chọn khác chúng ta có thể tính đến đó là Đảng có thể sẽ bỏ qua các quy tắc và đề cử một Ủy viên Bộ Chính trị chưa hoàn thành một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị nhưng có khả năng mang lại sự ổn định cho hệ thống. Trong kịch bản này thì các ứng viên tiềm năng có thể bao gồm như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Vậy ý kiến của bạn sẽ nghiêng về ai trong số những Ủy viên Bộ Chính trị? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé.
Gia thế cực khủng của ông Võ Văn Thưởng. Những ngày vừa qua, cả nước đều hướng về việc ông Võ Văn Thưởng xin thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng là một cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, với nhiều nhà chính trị tài ba luôn cống hiến cho đất nước. Ông là cháu ngoại của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, có nhiều công lao trong việc đổi mới kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên thật là Phan Văn Hòa, là một nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam, thời còn công việc kháng chiến. Cụ có bí danh là Sáu Dân, Chín Dũng. Cụ sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, mất vào ngày 11 tháng 6 năm 2008. Cụ chính là Thủ tướng thứ tư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 đến 25 tháng 9 năm 1997. Võ Văn Kiệt là một trong những người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở đất nước ta. Cả cuộc đời ông cống hiến cho sự phát triển của quốc gia, ông cũng là tổng công trình sự của nhiều dự án đổi mới táo bạo. Cố Thủ tướng còn là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vướng mắc hòa hợp, giảng hòa dân tộc. Tháng 12 năm 1997, ông được trao tặng huân chương sao vàng cùng với nhiều huân chương cao quý khác. Tên tuổi của ông cũng đều được đặt vào rất nhiều con đường lớn ở nước ta. Những câu nói của cố Thủ tướng vẫn sâu sắc cho đến ngày hôm nay, có thể nói đến không ai chọn cửa mà sinh ra, hay thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em. Ông là một cán bộ cách mạng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Sau đó, ông làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng là con trai của ông Võ Trần Chí và bà Nguyễn Thị Kim Chi, hai cán bộ cách mạng từng tham gia vào kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam và làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông cũng có một người anh trai là Võ Trần Quý, hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng không chỉ kế thừa được những phẩm chất tốt đẹp của gia đình mà còn có sự nỗ lực, thành tích riêng trong sự nghiệp chính trị của ông. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi và tài năng của Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông từng giữ chức vụ Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra những dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng được thôi giữ các chức vụ trên. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Rất đáng tiếc ông không giữ vững được tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ như các bậc đi trước đã làm được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh Ban chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất, cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, toàn dân, đủ uy tín, đủ năng lực để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Pha đốt lò chấn động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ trong 13 tháng, hai chủ tịch nước từ chức,
Nhiều năm qua trên mạng xã hội chúng ta vẫn thường thấy một bộ phận các thanh niên nói rằng Việt Nam không có văn hóa tổ chức, các ông quan tham làm lũng loạn đất nước mà chẳng gặp vấn đề gì. Sự thật có phải như thế chăng? Chắc hẳn là không rồi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những câu nói đầy thấm thía: một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa, lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đốn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi là vô văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương, lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Văn hóa tổ chức khi có sai phạm đang dần được hình thành ở Việt Nam, và qua đây chúng ta thấy được trong những năm vừa qua, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Cụ thể, ngày 21 tháng 3, thông tin liên quan đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khiến cho cư dân một phen xôn xao vì ông đã là vị chủ tịch thứ hai phải rời bỏ vị trí mà cả đời phấn đấu sau ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, quyết định chấn động này xuất phát từ cuộc họp Quốc hội bất thường vào ngày 21 tháng 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ban chấp hành Trung ương, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cùng ngày hôm đó là quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan. Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cán bộ này cũng vi phạm quy định về điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan. Qua những sự việc gần đây mới thấm thía câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Hy vọng những cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xây phải đi liền với chống, phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng, trong đó có nạn tham ô, tham nhũng, thứ giặc nội xâm, giặc ở trong lòng, ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng căn dặn: tất cả các vị đại biểu Quốc hội của chúng ta, khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân đã giao phó.
Sự thật chấn động về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, khúc củi tươi mới được cho vào lò. Quý vị thân mến, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan là khúc củi vừa bị cho vào lò đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc này cùng với hàng loạt các lãnh đạo cộng cán đã bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước, chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công cuộc chống tham nhũng là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm, kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Để hiểu rõ tường tận về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan có thân phận gì, quá trình bà ta lộng hành và thực hiện tội ác của mình ra sao, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nếu quý vị muốn xử vụ này thật nghiêm minh, hãy cùng bình luận số 1 xuống bên dưới để mọi người cùng được biết nhé. Sau khi bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ và bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Trước khi bị bãi nhiệm, bà Hoàng Thị Thúy Lan là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6 diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Điều 7 Hiến pháp năm 2013 quy định về việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định về đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc bị cử tri bãi nhiệm. Trường hợp Quốc hội bãi nhiệm, việc này phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Tại hội nghị Trung ương diễn ra một ngày trước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương. Trung ương cũng cho rằng bà Lan đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan theo ban lãnh đạo Trung ương gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Hôm ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, khi đó là bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt và khởi tố với bà Lan có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Lan, cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Việc khởi tố, bắt giam hai lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu Pháo là ai? Ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Quê gốc của Hậu ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6 tháng 1 năm 2004, Hậu thành lập công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Phúc Sơn. Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn là tập đoàn bất động sản lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo. Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn về tội danh trên.
Thưa cô bác, trong 3 tháng đầu năm, một trong những vụ đại án kinh khủng nhất và được nhắc tới nhiều nhất chắc chắn đó chính là Vạn Thịnh Phát. Tới nay, dù biết bà Trương Mỹ Lan mang trọng tội mà mức án cao nhất là tử hình đi chăng nữa thì cũng là một điều hết sức bình thường và công tâm. Tuy nhiên, thật bất ngờ vì trong phiên tòa xét xử gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 3, cơ hội sống của bà Lan bất ngờ được tăng cao khi bà dùng kế sách cuối cùng là sử dụng tài sản đang có để khắc phục hậu quả do mình gây ra. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đối với Trương Mỹ Lan, bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, phạm tội có tổ chức, không thành khẩn. Khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo bị đề nghị là tử hình. Theo các tài liệu xác định, từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB đã sử dụng doanh nghiệp này như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với thủ đoạn chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền. Trong đó, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo này đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này dư nợ hơn 132 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo, các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 542.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Trong thời gian dài thâu tóm SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng dư nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, Viện Kiểm soát xác định thiệt hại của vụ án là hơn 498.000 tỷ đồng. Trên cơ sở xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, sau khi cấn trừ đi giá trị của các tài sản đảm bảo, các bị cáo Đinh Văn Thành đang bị truy nã, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng đều là người có trình độ, nhận thức đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp luật. Tuy vậy, hành vi của các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Với các bị cáo đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Các lãnh đạo ngân hàng SCB với động cơ giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Viện Kiểm sát đánh giá, tuy thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết vụ án. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như có tổ chức, phạm tội nhiều lần trong thời gian dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên cần phải có mức án tương xứng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tuyên Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng và các cựu chủ tịch SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc mức án tù chung thân về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xác định thực hiện chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng các công ty ma và giúp bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng gây thiệt hại 25 tỷ của bà Lan. Từ đó, Viện Kiểm soát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Ông Chu Lập Cơ, tỷ phú Hồng Kông,
chồng bà Trương Mỹ Lan đã giúp sức cho bà Lan hàng chục khoản vay gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỷ đồng. Bị cáo này bị đề nghị mức án 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đối với nhóm bị cáo, cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo này nhận tiền hối lộ, các lợi ích vật chất từ SCB nên đã sửa kết quả thanh tra nhằm che giấu sai phạm của ngân hàng này, tạo điều kiện cho SCB tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nhằm rút tiền ngân hàng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù. Các bị cáo khác, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất là 3 năm tù, cho hưởng án treo tùy theo mức độ phạm tội khác nhau. Nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định về công tác nhân sự. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Lan là cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Nghị quyết nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và bà Hoàng Thị Thúy Lan theo trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp về quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Hiện 15 người đã bị bắt, trong đó riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Ma Thít tỉnh Vĩnh Long bị điều tra tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tô Ân Sô, tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh là Hậu Pháo, làm chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động từ năm 2004 trong phạm vi cấp huyện. 11 năm sau, Phúc Sơn vươn lên mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình trên khắp cả nước. Hiện có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Ở vụ án đang điều tra, cảnh sát mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, song xác định Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, xuất thân từ giáo viên cấp 2. Bà Lan sau đó giữ nhiều chức vụ trong tổ chức đoàn rồi làm trưởng ban dân vận, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 2015 đến khi bị bắt, bà làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đầu năm 2021, bà Thúy Lan vướng lùm xùm khi con gái Trần Huyền Trang, 31 tuổi, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện sai phạm, con gái bà Lan đã rút quyết định bổ nhiệm. Bà Lan là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm thứ 5 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả các chức vụ trong đảng, sau đó nhận 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cuối năm 2022, bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khai trừ ra khỏi đảng. Gần một năm sau, ông Thăng lĩnh 5 năm tù do nhận 4 tỷ đồng và chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ Việt Á. Tháng 10 năm 2023, bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Ông Thọ sau đó bị tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án Xuyên Việt Oil. Tháng 1 năm 2024, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị khai trừ ra khỏi đảng sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Ông Quận bị cáo buộc có sai phạm trong việc chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến siêu dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021-2026, bà Xuân được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Tháng 1 năm 2023, bà giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng, từ lúc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đến khi bầu ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị. Bà Võ Thị Ánh Xuân, 54 tuổi, cử nhân, sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, khóa 11 dự khuyết, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Xuân xuất thân là giáo viên cấp 2 ở thị xã Long Xuyên. Sau đó bà kiêm qua nhiều chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh ủy An Giang. Tháng 4 năm 2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 51 và làm Phó Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử. Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó đánh giá bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội tụ đủ 5 chữ T bao gồm trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công. Trong gần 3 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Xuân có nhiều chuyến công du đến các nước như Bulgaria, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Kazakhstan, tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021-2023 tại Bồ Đào Nha và UAE. Trên cương vị quyền Chủ tịch nước, tháng 2 năm 2023, bà đã trao quyết định bổ nhiệm 13 đại sứ mới ở Việt Nam tại nước ngoài. Những ngày vừa qua, cả nước đều hướng về việc ông Võ Văn Thưởng xin thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng là một cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, với nhiều nhà chính trị tài ba luôn cống hiến cho đất nước. Ông là cháu ngoại của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, có nhiều công lao trong việc đổi mới kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên thật là Phan Văn Hòa, là một nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam, thời còn công việc kháng chiến. Cụ có bí danh là Sáu Dân, Chín Dũng. Cụ sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, mất vào ngày 11 tháng 6 năm 2008. Cụ chính là Thủ tướng thứ tư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 đến 25 tháng 9 năm 1997. Võ Văn Kiệt là một trong những người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở đất nước ta. Cả cuộc đời ông cống hiến cho sự phát triển của quốc gia, ông cũng là tổng công trình sự của nhiều dự án đổi mới táo bạo. Cố Thủ tướng còn là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vướng mắc hòa hợp, giảng hòa dân tộc. Tháng 12 năm 1997, ông được trao tặng huân chương sao vàng cùng với nhiều huân chương cao quý khác. Tên tuổi của ông cũng đều được đặt vào rất nhiều con đường lớn ở nước ta. Những câu nói của cố Thủ tướng vẫn sâu sắc cho đến ngày hôm nay, có thể nói đến không ai chọn cửa mà sinh ra, hay thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em. Ông là một cán bộ cách mạng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Sau đó, ông làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng là con trai của ông Võ Trần Chí và bà Nguyễn Thị Kim Chi, hai cán bộ cách mạng từng tham gia vào kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam và làm việc trong các cơ quan chính trị và quân sự của Đảng và Nhà nước. Ông cũng có một người anh trai là Võ Trần Quý, hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng không chỉ kế thừa được những phẩm chất tốt đẹp của gia đình mà còn có sự nỗ lực, thành tích riêng trong sự nghiệp chính trị của ông.
Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi và tài năng của Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông từng giữ chức vụ Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra những dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng được thôi giữ các chức vụ trên: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Rất đáng tiếc ông không giữ vững được tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ như các bậc đi trước đã làm được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất, cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, toàn dân, đủ uy tín, đủ năng lực để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Vậy ai trong số các ủy viên Bộ Chính trị có đầy đủ đức, đủ tài, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham vọng về quyền lực, có đầy đủ nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với công việc, là trung tâm đoàn kết và gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, lãng phí, cơ hội hay vụ lợi. Bạn nghĩ đó sẽ là ai? Hãy để lại bình luận của bạn để mọi người cùng được biết nhé! Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Sáng ngày 21 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại phiên họp, Quốc hội cũng xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, xin nghỉ công tác và được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý. Ngày 20 tháng 3, Trung ương cũng họp xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được Trung ương ghi nhận có sự trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ông Thưởng đã có những vi phạm quy định về điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng theo Ban Chấp hành Trung ương đã gây ra dư luận rất xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long, là cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn. Vậy sau khi ông Thưởng rời ghế Chủ tịch nước, ai sẽ là người đủ tiêu chuẩn để nhận chức danh Chủ tịch nước theo điểm 2.4 mục 2 phần 1 quy định 214 quyết định của Trung ương năm 2020 để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì cần phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, chức năng, phẩm chất, năng lực như sau: có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng, toàn dân, có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết giữa các lực lượng xã hội và cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia vào Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trở thành người đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.
Dưới đây là một vài thông tin về các vụ án kinh tế. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sự thật chấn động về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, khúc củi tươi mới được cho vào lò. Quý vị thân mến, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan là khúc củi vừa bị cho vào lò đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc này cùng với hàng loạt các lãnh đạo cộng cán đã bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước, chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công cuộc chống tham nhũng là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm, kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Để hiểu rõ tường tận về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, có thân phận gì, quá trình bà ta lộng hành và thực hiện tội ác của mình ra sao, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nếu quý vị muốn xử vụ này thật nghiêm minh, hãy cùng bình luận số 1 xuống bên dưới để mọi người cùng được biết nhé. Sau khi bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ và bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Trước khi bị bãi nhiệm, bà Hoàng Thị Thúy Lan là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6 diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Điều 7 Hiến pháp năm 2013 quy định về việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định về đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc bị cử tri bãi nhiệm. Trường hợp Quốc hội bãi nhiệm, việc này phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Tại hội nghị Trung ương diễn ra một ngày trước, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương. Trung ương cũng cho rằng bà Lan đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan theo ban lãnh đạo Trung ương gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Hôm ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, khi đó là bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt và khởi tố với bà Lan có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Lan, cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Việc khởi tố, bắt giam hai lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu Pháo là ai? Ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Quê gốc của Hậu ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6 tháng 1 năm 2004, Hậu thành lập công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Phúc Sơn. Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn là tập đoàn bất động sản lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo. Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn về tội danh trên.